Hỏi chút, hỏi thăm chút, anh làm việc có làm việc với anh Nam chơi anh Dũng? Làm việc rồi chị, làm việc rồi. Dạ, rồi anh giải quyết anh sao rồi anh? Giờ nè, giải thích cho chị nào hiểu nè. Chỗ của chúng tôi ở đây là công an xã Mỹ An, Dạ. phải không? Là công an, là trong cái vụ việc xảy ra là công an, cái trách nhiệm ban đầu của công an là sẽ làm hồ sơ ban đầu, Dạ. thu thập những cái tài liệu chứng cứ ban đầu, sau đó sẽ chuyển cái hồ sơ vụ việc này cho cơ quan cảnh sát điều tra công quyền như mới. Dạ. Đó, cơ quan cảnh sát điều tra công quyền như mới sẽ thụ lý Dạ. điều tra, xử lý theo thẩm quyền. Quá trình điều tra thì đó là cơ quan cảnh sát điều tra công quyền như mới là sẽ là khởi tố và truy tố, sau này mình chuyển ra tòa xét xử gì đó. Còn cái Dạ. nhiệm vụ của xã là ta chỉ làm ban đầu, trong Dạ. vòng 7 ngày là chuyển hồ sơ cho thẩm quyền ha. Dạ. Rồi nói cho chị hiểu ha. Dạ hiểu rồi anh Nhưng ạ. mà rồi nói cho chị nghe, chị an tâm nè, cái thằng em này là ta công an xã, tôi đã làm việc với nó rồi nha. Lực lượng công an huyện cũng đang là làm việc với nó ha, Dạ. nên là sẽ bị điều tra xử lý theo quy định pháp luật. Còn mình người nhà mình cứ an tâm, Dạ. không có nghe người ngoài nó ra nó vào ha, Dạ. YouTuber gì này kia cái nọ đó, ai mà YouTube nào mà có ý mà giúp gia đình mình đó, Dạ. thì cái đó là mình nên là hợp tác, mình nên bật như ta, quan lên như ta. Dạ. Còn có những YouTuber nào đó mà là đến phỏng vấn hỏi gia đình chị này kia thì nó chủ yếu mục đích nó đăng, nó đăng cái tin không biết nó có đúng sự thật gì không đó, cái mục đích nó câu like để kiếm tiền không à. Dạ. Đó, YouTube là người ta đăng cái sự việc về gia đình mình để người ta vận động ủng hộ tiền thuốc tiền men cho gia đình mình chữa trị cho chị hiếu á Dạ. ha. Dạ. Thì phối hợp với người ta, hợp tác với người ta. Còn như nhiều người mà ta lợi ta quay nhưng ta câu like quá gì thì thôi, mình đừng có tiếp chuyện với người ta, em nói chị hiểu không? Dạ. Rồi với chị cho em hỏi nè, cái con bé con của chị Hiếu đó, Dạ. nó tên trong giấy khai sinh là tên gì vậy? Đúng tên trong giấy khai sinh đó phải Nguyễn Minh Bảo Vy không? Dạ Nguyễn Minh Bảo Vy. Sinh năm mấy? Sinh năm 2014. Sinh năm 2014 ha. Dạ. Rồi chị chuẩn bị mấy cái giấy tờ mà ngày nay em gọi cho chị đó ha, chị Dạ. chuẩn bị mấy cái giấy tờ chị đi, rồi mai mốt rồi có cán bộ xuống dưới làm việc đó, Dạ. thì có gì có thể là làm việc lại với chị hoặc là làm việc với chị Hiếu gì đó, thì mình cung cấp mấy giấy tờ đó cho cán bộ luôn ha. Dạ. Còn cái nói với chị Hiếu là cái chỗ cái trách nhiệm của công xã là người ta đã làm việc với nhân chứng, Dạ. rồi làm việc với đối tượng liên quan, rồi thu thập những cái tài liệu chứng cứ ban đầu đó, Dạ. để xong rồi ta chuyển hồ sơ cho công an huyện để ta điều tra xử lý đó. Dạ. Rồi ở Dạ. nhà cứ sinh hoạt làm ăn bình thường, đừng có lo sợ lo ngại gì hết á. Tôi Dạ. nãy tôi có làm việc với nó là tôi đã nói và giải thích cho nó hiểu rồi, nó không có dám mà điện thoại cho gia đình mình giờ, hay là không có dám mà xuống ở dưới bệnh viện hay xuống dưới nhà mình dưới đâu ha. Dạ. Với công an huyện ta đang làm việc với nó đó ha. Dạ. Dạ em biết anh. Rồi, rồi em cảm ơn anh. Rồi đừng có nghe người này ở ngoài, người ngoài người ta nói này nói kia rồi mình nóng ruột, mình không hiểu thì cái sự việc nó kẹt lắm nha. Dạ, hồi nãy em có nghe gì em có điện qua là nói bữa nay gì bận quá, ngày mai coi gì sắp xếp gì qua gì Rồi rồi, ngày mai bà dì bà qua thì kêu qua ghé vô công an xã cái chỗ mà hả mà làm việc với chị đó, ghé Dạ. đi thì anh em ta làm việc với chị cái xong rồi cho chị về. Dạ, nhưng mà cái đó là mấy giờ làm việc cũng được mà không anh, tại vì gì em mới hỏi tại vì bà cũng như bận á, không có Rồi thời gian á. mấy giờ cơ chân á, buổi sáng hoặc buổi chiều ha, Dạ, rồi, buổi vậy sáng hoặc anh. buổi chiều. Dạ, vậy em cảm ơn anh nè. Dạ xin kính chào quý khán giả đã quay trở lại kênh của các anh em. Thì qua sự việc của chị Hiếu bị chính người chồng sau của mình tác động khiến chị và đứa con gái phải nhập viện, thì anh em cũng đã cập nhật video những clip trước. Thì hôm nay trước mặt quý khán giả là chị Ngọc Sen, là cũng là em của chị Hiếu vậy, là người được bệnh từ sáng đến giờ. Thì qua đây thì chị Hiếu cũng cho các anh em biết được kết quả hiện tại của chị Hiếu ở trong bệnh viện, là kết quả bác sĩ có vừa chẩn đoán. Chị ơi, chị cho khán giả biết hiện tại tình hình sức khỏe của chị Hiếu hiện tại giờ như thế nào chị? Cũng hơi ổn định rồi, Ổn định sáng rồi. giờ em nuôi là cũng ăn được 3 lần cháo rồi. 3 lần cháo rồi hả? Dạ, vô nước biển đồ cũng thấy đỡ rồi, mà còn gãy mấy ba sườn. Gãy mấy bờ sườn luôn. Dạ, Rồi sáng bác rồi. sĩ hôm qua bác sĩ chụp phim đó, Dạ. hôm nay mới cho kết quả gãy mấy ba sườn. Trời ơi, quá trời chứ. Bờ Nhà sườn bên con nào chị? ba sườn bên đây mấy cái, ba sườn bên đây thì cũng cũng mấy cái. Dạ. Chị Hiếu ở đây cũng đỡ nhiều cho nói chuyện được nha chị. Nói chuyện được mà đi nó ba sườn nó hơi đau. À, Dạ. là khi mà chị Kè. nuôi đó thì chị Hiếu Em có nói kè. là ba sườn là bị giặt gì là chồng lấy để tác động vào mà gãy gì không chị?
như lấy chân đấm rồi đó anh. Trời ơi. Lấy chân đấm, rồi đá rồi đó. Về nó dập chứ bác sĩ nói trước tiên là cứu, là cứu bên cái phổi, lá phổi của mình nó bị ứ máu đó, lấy dập ra đó. Dạ. Dạ. Rồi sau bây giờ bác sĩ mới cho hay là gãy vai sườn. Rồi. Nhưng mà chỉ có hỏi là bác sĩ cho biết là vậy là ổn cái phần phổi chưa? Ổn chưa? Chưa, bây giờ đang còn ra dịch hoài đó. Chừng nào hết trơn bác sĩ mới rút ống. Bây giờ còn cũng còn chảy dịch ra hoài đó. Thì là phải đặt ống hút xuống hả chị? Hút xuống hoài vậy đó. Sáng giờ em cái bình đó là bác sĩ thay cho em đặng cho đựng nhiễm trùng đó. Anh nhịn cái là hết muốn ăn cháo heo, cháo bò vậy. Bởi vì quá vậy độc. Người nuôi mới biết chứ nhịn hoài cũng hiện tại nó cái ớt. Tinh thần của chị Hiếu ở trong đó là ổn định hay là có còn sợ hay là như thế nào không chị? Cũng còn hơi hơi sợ, cũng nằm nhiều khi giật mình sợ. Giật mình thấy bị đánh. Chồng của chị Hiếu có điện cho gia đình mình đây không? Có nói gì không? Không có điện, không. Không điện luôn? Không có dám điện. Không dám hay là không điện gì? Không, không như không như dưới này điện cũng không nghe nữa. Không mà nghe cũng không dám điện luôn nữa. Dạ. Điện hồi dưới này không ai nghe. Dạ. Anh nghĩ gì nghe không? Trời ơi, đây xin lỗi hay sao? Dạ. Nói chung thời điểm này có xuống xin lỗi cũng không chấp nhận đúng không? Em nhờ cộng đồng mạng chia sẻ minh mạnh cho cái người đó đi mau một chút. Vậy là tình hình chị cũng không biết là bên phía là năm gồng bị hốt rồi chưa nha. Dạ. Chưa biết luôn. Chưa biết. Dạ. Rồi tình hình hổng gài làm như vậy rồi công việc của chị ra sao? Em nghỉ nuôi chị em hổng gài. Dạ rồi. Không, không có gài làm nữa. Dạ. Rồi cái công ty ví dụ chở việc làm của mình như thế nào? Ảnh hưởng gì không? Ảnh hưởng không? Công ty em xin nghỉ làm đặng đưa mấy đứa con em đi học rồi giờ em tạm ngưng. Dạ, lên luôn ha. Dạ, em đang ở nhà. Trời đất. Bởi vì khổ đủ điện, bây giờ chị về phải nghỉ chăm sóc cho chị nữa, mắt không ăn việc làm nữa. Mắt không ăn việc làm. Đó, đủ thứ chuyện hết trơn. Bây giờ không nuôi chị mình đâu có ai nuôi. Dạ. Có mẹ với em à. Hồi lúc mà chị của mình á, mới về đó chị thấy gặp chị của mình đó, chị hai mình rồi chị thấy như thế nào? Xót xa, đau lòng. Dạ. Con ngồi luôn. Đau dữ lắm. Chuyện bé con của chị hai em nè. Vô đây nè con. Bây giờ là có buổi sáng là chị Sang này là phụ nuôi, rồi buổi tối là ngồi là Úc cô vô phụ qua đây nè con. Nói chung là thay ca, hiện tại nói chung là phải em nuôi. Tối em về em giữ bé này nè. Trốn thuốc rồi đó. Trốn thuốc rồi. Sang cũng có con đúng không? Có con nữa. Về bây giờ mời đưa đi học. Bà ngoại phải vô để mà nuôi. Thôi đi. Quý vị thấy tình cảnh đáng thương của gia đình à, bình thường nói chung cũng không đến đổi nhưng mà bây giờ khó khăn mà gặp thêm chị Sang mà bị chồng đối xử như thế này khổ vậy. Cho gia đình quá rất là nhiều luôn. Mà đặc biệt ở đây xui một cái là không có bảo hiểm gì hết đó, cũng như hôm gài cũng nhờ cộng đồng giúp đỡ một phần nào đó thì gia đình thôi chứ thật chất là tiền trực tiếp không à, không có chi bảo hiểm cả nhà tại vì thứ nhất là nghèo mà không có tiền thì đâu có mua đâu, rồi giờ tới mà khi mà bệnh như vậy bữa nay là xúc cái miếng này ra là xúc cái miếng nó móc á, cái móc nó trắng vô giờ bữa nay xúc mài ra ôm sâu lắm. Quơ bằng cái móc vô. Bằng móc. Trời ơi. Gây xuống mũi luôn vậy. Anh dám. Đó thì giờ chị Sang đi chuẩn bị đi về, giờ thì mẹ đi xe. Mẹ thai. Rồi, ra thai. Trong cái tắc đây đây là cho con vô thăm mẹ luôn hay sao hay vậy nó về luôn. Nó nhà nó sợ. Sợ. Nhà nó sợ nó dám luôn á. Bữa nay đợi theo lát vậy ông Sang. À. Ở nhà có ông ngoại cũng sợ nữa hả? Không dám luôn. Không dám luôn, có Út mới được. Vậy là sợ cha lên kiếm bất tử phải không? Rồi, có em nhà nó mới dám ở nhà. Rồi vậy nãy giờ có Giang lát cũng về với Út cho Sang. Dạ, đó, tuổi trẻ nhỏ xíu vậy đó. Mưa hồi nãy mắc vậy? Có mưa đồ mới đi được. Dạ. Chẳng mưa nhiều ở đây. Dạ. Bây giờ là chị Hiếu thì bác sĩ có nói là chừng nào để được xuất viện không chị? Chưa có thông báo xuất viện. Đang theo dõi. Tại bữa hổm em có ký giấy là bác sĩ nói là bị chỗ nào là mổ chỗ đó đó. Chứ chừng nào hết bệnh thì bác sĩ chưa biết. Bữa hổm em ký cái tờ cam kết đó. Phần đầu của chị Hiếu giờ còn sưng nhiều không? Phần đầu thì không có đến đổi gì hết trơn. Phần đầu thì không có trắng thương gì hết trơn. Chỉ ngoài cái vi mắt rồi thôi. Vi mắt bầm thôi. Dạ. Còn phần dưới mới bị nhiều. Dạ. Phần dưới chỗ nào cũng có chứ. Ăn uống rồi thấy được. Phần đầu là không có tổn thương trong đầu. Ăn uống rồi sáng giờ em đút được 3 lần cháo. Dạ. Cái phần ba sườn thì tính sao chị?
bác sĩ có nói không? Bác sĩ này chưa nói, bác sĩ nói gãy mấy ba sườn thôi chứ bác sĩ chưa nói chưa mình. Chưa có nói gì. Ai sức khỏe bà chưa có ổn định mà. Bây giờ do lo xử lý cái phần do kia để xử lý phần kia trước đi. Cho nó khỏe chứ rồi cái phần ba sườn mấy tính sao? Nói chung là nghe cái thông tin để chị cập nhật cho cả nhà biết là chị cũng đỡ. Nếu như mà cái phần ba sườn nó giờ mổ liền chắc bà cũng đi đứt luôn. Ngẫm luôn. Yếu quá. Giờ đi con không nổi nữa, mổ nữa sao rồi chịu nổi. Giờ đi phải kè hay sao chị? Kè, em kè. Người kè luôn đó. Đi không có vững luôn. Người bác sĩ có thông báo là tình trạng người tiền mổ như thế nào không? Gia đình người tính sao? Thì mổ chủ kinh phí gì không? Cộng đồng mạng cho thì bao nhiêu là em đóng hết trơn. Có vợ không năn nỉ bác sĩ gì đó. Giờ từ từ đóng. Hoài, nói chung là khi mà nghe bác sĩ thông báo là cô gung đùi gung tay cho nên khóc luôn mà không biết thì sao ha. Dạ, không biết sao cứu nó nổi. Là tại vì mình vô cái không có bảo hiểm tốn tiền. Bây giờ mình mua được không cô? Kịp không? Dạ. Giờ mình mua kịp không? Mua 1 tháng sau mới có. Đúng là 1 tháng á. Cũng đâu kịp đâu. Nhưng mà phải mua trước để mốt là thuốc thang rồi nữa chứ. Chứ bây giờ không mua là mai mốt là tiền dữ lắm đó. Dạ. Có không thật nữa tiền nữa. Về nói với anh Hải vậy đó. Cảnh vậy đó. Giờ có hậu khẩu này nè, lấy rồi mua, đăng ký lên xã đó mua. Nói chung giúp là mua sớm này còn dài dài nữa chứ đúng phải rồi. Đâu. Còn dài chứ không phải ngày bữa. Hình như 900 mấy ngàn á. 900 mấy. Đúng, 952 ngàn. Cả nhà thấy không? Những lúc mình nói mình nghèo, mình đói chứ cũng phải nhịn ra để mua bảo hiểm để cho em đó. Rồi đến khi dùng rồi mới biết là nó có tác dụng như thế nào. Dạ. Dạ. Con ơi. Dạ, gái, con muốn lên thăm mẹ không? Sợ á? Sợ, nó kiểu như sao nó nhìn mẹ nó nhìn ám ảnh cha nó giữ nó mẹ nó giận mẹ nó cũng sợ nữa. Bởi vậy khổ thật chứ. Phải lúc trước là để cho con gái ở đây là yên chuyện rồi. Cho em nuôi là khỏe rồi. Lúc trước là ở với chị hay là sao? Thương á. Thì mới mẹ mới rước đây mấy tháng nay. Mẹ mới rước đây mới rước chừng tháng mấy à? Dạ. Là bị rồi đó. Bởi vậy. Ở em nuôi tròn lĩnh luôn. Đi học luôn. Nhớ mẹ rồi đi xong bị quýnh. Vậy là bây giờ là mình cũng chưa có nghe thông báo của bác sĩ về cái vấn đề sắp tới mổ như thế nào ha. Dạ chỉ chưa. Chủ yếu là thấy còn yếu, dịch chưa có rút dịch ra được. Chưa có cái dịch nó chưa có hoàn thành mà chưa có lạnh. Dạ. Chưa có hết chứ vàng ra chừng nào hết trơn bác sĩ mới thông báo sao. Bác sĩ đó định hướng chi định phí hướng là khác bao nhiêu ý là chi phí bình thường ước tính là bao nhiêu á? Em nói bác sĩ nói như hơi nhiều đó mà em cũng chưa biết nhiều nữa. Mình có hỏi là nằm một ngày bao nhiêu tiền không? Không dám hỏi luôn nữa. Không hỏi thì sao biết? Không hỏi sợ hỏi nhiều quá sợ. Hỏi cái chú kia đi, không phải dịch vụ không có chỗ mất tiền mà chỗ này. Dạ, mà nếu mà không hỏi thì sao biết được, nếu mà sắp xếp. Chị nói là chị không dám hỏi, hiểu không? Không dám hỏi. Thì đó, thì không dám hỏi gì mà hỏi. Nhiều quá rồi, sợ. Chứ bây giờ là tới cái đợt đó rồi khoảng 50 ngày sau nói một cái là 100 triệu, 50 triệu, 100 triệu rồi sao rồi gia đình chạy kịp. Sao đình chạy kịp? Đó. Mình phải hỏi là chị phụ thuận rất là cao. Nghe bác sĩ nói là ông Thanh là cũng khoảng hơi cũng hai mấy ba chục triệu đó, à, hai mấy đó, ba chục đó. Triệu rồi à, chứ hồi không lên tới 100 triệu à, đâu. Thì mình phải coi hỏi kỹ trước để mốt rồi chưa chưa nói cái gia đình bỡ ngỡ rồi không biết tiền đâu mà chạy nữa không kịp. Dạ. Mình phải lo từ đầu. Hổ cái cảnh là không có tiền á cả nhà, đi nghe bác sĩ mà tin tức cũng dám hỏi luôn. Không dám hỏi luôn. Hổ trong bề luôn mấy hả? Tại không gặp nó thì thấy không đau lòng mà gặp nó đau lòng quá. Dạ. Không nổi luôn á. Bây giờ con sao bỏ được? Dạ. Giờ khổ rồi phải lo nè. Hồi nãy là cô nói là cô đòi từ đi, từ con kêu bỏ đi vậy đó, nói là không nghe bỏ đi đó. Nhưng mà sao lòng mẹ sao mà bỏ được đúng không cô? Không được. Con nói mình sinh ra mà. Nói đi là đừng có điện thoại luôn chết. Con gái thôi khi làm thì cha mẹ khổ nhưng mà cha mẹ khi nào bỏ con cái đâu. Giờ khổ cả chị rồi cả em rồi mẹ luôn nữa. Không bằng ăn được, không đi bán số. Con em rồi mấy không có ai đứa gửi mấy đứa bạn em. Rước không đó. Tội nghiệp. Rồi chồng chị có đi làm gì không? Có, chồng em đi làm. Chị là hai đứa con hả? Dạ. Hai đứa con cũng đi học hết luôn. Đi học hết chưa? Dạ. Đứa học lớp 6, đứa học lớp 2. Nói chung thì bây giờ là tới giờ thay ca để cho. Tới giờ thay ca là em về đang lo cho mấy đứa nhỏ. Dạ. Mai là chị có quay vô nữa không hay là sao? Dạ có chứ. Có, đang có cho mẹ về nhà nghỉ cho khỏe. Có dạ. Hôm nay cô cũng nghỉ gì được đâu, về cũng làm công việc nhà tùm lum chứ không nghỉ gì được.
Bây giờ nghỉ công việc buôn bán rồi chồng thì cái bệnh tiểu đường nữa. Tiểu đường nó em lo cho ba em xong rồi quay qua tới bà này nữa. Quá trời. Phụ tiếp nó. Dạ. Người xây thì bán được ha. Bán không được mà không ai xây chứ. Dạ. Rồi sao đi bán. Nói chung gia đình riêng rồi. Mấy cậu đồ giúp gì thấy cũng tội nữa. Bởi cái số kiếp. Dạ. Dạ. Nếu mà có người xây thì con đi bán, đi bán một ngày trăm mấy ngàn. Một vụ vô tiết cho nó đỡ đỡ ngày trăm mấy ngàn được. Còn rước cháo rồi lum nữa đâu có không. Đó, chị giữ thì cô phải phải đi rước cháo, rước con giùm. Bây giờ cũng ai xây đâu. Phải có người xây thì cô đi buổi sáng cái cô đi bán. Mà mẹ em ở ngoài đây nhiều quá, sức khỏe mẹ em cũng chịu nổi. Qua chuyến này chắc chịu cũng nổi. Cô nói là cô ốm lắm, mới mấy bữa nay mà cô ốm. Bỏ gạt luôn á. Ăn không vô luôn á. Dạ. Thấy con bệnh vậy là ăn không vô luôn. Người bệnh mà hai ngày mà bữa mà chưa mổ đó ha là khỏi ăn. Dạ. Bỏ ăn luôn không? Rồi chưa, nó ăn rồi chứ thật sự là mình chưa ăn. Trời ơi. Không dám ăn luôn, ăn không vô luôn. Dạ. Ê, cũng xin cộng đồng mạng chia sẻ mạnh mạnh giùm em giúp cho một lần này. Bắt cái người chồng nam đó giùm gia đình. Cũng xin cảm tạ ông đồng mạng lắm rồi. Còn chia sẻ những cái chia sẻ của cô với chị cộng đồng yêu thương giúp đỡ cho cô qua cái khó khăn này. Biết đâu mà thấy khó khăn của gia đình hiện tại thì mọi người để chung tay để giúp đỡ đó. Cho mình vượt qua khó khăn này. Nhưng mà mình phải về, mình phải gán để mua cái bảo hiểm mới được, cho chị mới được. Chứ để không hơi mốt rồi lãnh thuốc rồi biết đâu chưa mổ bây giờ mà tới qua đó rồi mới mổ. Qua tháng đó mổ đúng. Thì đỡ cũng đỡ hơn. Về nhớ. Tại vì anh nhắc giờ em mới nhớ. Nó phải tranh thủ cái điều đó. Nó anh 2 giờ nó nghỉ ở mà ấp đó đó. Nó nghỉ giờ nó nghèo vậy đó, tội nghiệp quá anh 2 giờ anh giúp vậy đó. Bởi vậy mình phải làm ngay chứ để chần chừ hoài là mốt tới không thật cái nữa là không có tiền mà không chi được thì cũng không giảm nào. Bà hợp bác sĩ kêu ký là điện thoại cho Út Sang thấp quá là thấy nghi rồi, sợ rồi. Ở chung phòng hay là phòng riêng chị Hiếu ở trên đó đó? Ở chung một phòng mà bốn người. Bốn người. Bốn giường. Được, có khó khăn gì không? Có mấy cái ngoài nó nhiều nó đi. Di chuyển hơi khó, tay chặt quá. Chặt ha. Dạ. Bởi vậy. Cũng có em cũng đỡ cũng được, cũng đỡ. Có mình lên là đi không được tại vì có cái bình 5 kg với cái bình thủy tinh á. Rồi thêm nước máu tràn dịch nữa. Lớp nước biển nữa cũng di chuyển. Chuyện tổng lum vậy đó hả cô? Dạ. Thêm một mà nước biển nữa, rồi cầm bên đây nước biển bên bình thủy tinh. Dạ. Rồi nhiều cái nữa khó đi. Rồi sao cô làm nổi tối nữa rồi có sao? Có cậu kế bên đó nuôi ba đó. Nhờ phụ ha. Trời ơi, chứ cô giờ yếu rồi tối mắt kém rồi sao mà đi đứng rồi tiểu tiện với con mắt bị lắm. Cây quẹt từ nhỏ lớn nữa thấy không có bên vậy. Bên đâu có nắng. Dạ không thôi là chị nuôi ban đêm mà cô nuôi ban ngày cũng được để tao tối nó dễ hơn. Đêm chồng em đi ca nữa. À đi ca đêm nữa hả? Sáng nó đem mấy đứa đi học sớm nữa, nó lo cho ăn rồi đi học nữa. Dạ cực lắm. Chứ thấy cô tối yếu là sức khỏe rồi thức đêm nữa sợ ngủ được. Thấy con vậy là ngủ không được rồi. Có gì thiều gì nè. Dạ. Nếu nó thiều mẹ chẳng có đi tiểu mẹ gì đó. Bởi vậy sợ cô rồi mắc ngủ nữa rồi sụt ký nữa. Ảnh hưởng bệnh nữa. Gán cho bả mau hết về nhà cũng được. Cũng được. Dạ. Rồi nhớ Út nữa lo. Nhưng mà này chắc tầm lâu rồi chứ không mau đâu. Mà hỏi bác sĩ nó chưa biết. Đâu có biết tao nói. Thì bởi vậy giờ chưa mà dịch đó là phải cho hết cho mới hết dịch rồi mới tới tính khác. Dạ. Còn mấy phần dịch mới quan trọng hơn. Nói chung mình tìm hiểu, mình gán về, mình coi cái vấn đề bảo hiểm đi chị. Dạ. Mình còn xài sắp tới dài. Lâu dài nữa. Dạ. Cậu nói là mình cũng mới biết chứ hồi đó giờ đâu có ai bệnh vô nhà thương. Là từ trước giờ không mua bảo hiểm luôn hả? Không, nó không mua bảo hiểm luôn. Còn tại chị ở xa mà sao gia đình biết được. Còn con Sang thì nó mua cho cha mẹ đầy đủ. Dạ. Sang nè, Út nè. Năm nào cũng mua cho cha mẹ chứ. Nói chung là không dám ăn cỡ nào cũng phải mua cho cha mẹ. Cỡ nào cũng phải bảo hiểm. Đúng rồi. Phòng thân chứ giờ để xảy ra sự việc cái lo đi mua đâu có kịp đâu. Còn chị Hiếu là do là ở bên kia cho nên là đâu có lo được. Không biết, nó không biết là nó không có lo. Với lại không cho nó không đồng ý với người đó rồi không có không quan tâm tới luôn phải không? Không quan tâm tới. Dạ. Lúc trước là Nam về đây nhưng mà ba mẹ không chịu là chị cũng không nhìn mặt luôn. Không ai biết nhà luôn, không ai biết nhà luôn. Về đây chỉ rồi bả dẫn về thôi chứ không ai đồng ý. Không ai nhìn, không ai tiếp luôn.
không à, ba nó nói không có cho ngủ đêm nào ở đây. Nói chung là gia đình cũng nhìn mặt con Nam này là thấy cũng không được, cho nên cũng không chấp nhận nha. Không như là nhìn mặt không có cảm tình nữa. Dạ. Thấy hằng cái mặt nó thấy nhìn nó sợ, không có cảm tình. Cái này là nhậu vô mới thấy sợ hay là bình thường cũng vậy? Bình thường cũng vậy, thấy mặt không không có như là mình nhìn cái mình sợ luôn. Nhìn là sợ rồi hả? À, lúc trước là có cạo đầu như bây giờ không hay là chú mới đây thôi? Chưa có tóc. Có tóc ha. Dạ. Dạ. Trẻ 5 năm. À. Bây giờ cạo đầu chắc còn sợ hơn nữa ha luôn. Dạ. Nhìn mắt là liếc. Liếc. Làm như mắt bị sao, có sâm hay gì nhìn sâm, sâm diệt mắt á. Sâm diệt mắt. Ở gặp mình sợ luôn. Dạ. Rồi vậy khi mà gia đình ở đây cũng thấy cũng rất là lo sợ nha. Mình mà nếu mà bây giờ gặp mặt Nam về đây mà nói chuyện cô tiếp không? Cô với chị tiếp không? Không tiếp luôn chị ha. Chị điện công an chứ không có tiếp rồi. Dạ. Xin lỗi, xin lỗi là không nhận luôn, không nói. Không nhận luôn, điện công an nặng luôn. Tỷ như là con mà có trở lại Nam là như có nói với mấy người ở sớm hết trơn rồi, thấy người đó xuống cũng điện công an giùm đó. Dạ. À và chị ơi, lúc trước á là em có nghe là chia sẻ của gia đình á là chị Hiếu là cũng bị Nam là tác động như vậy là 2 đến 3 lần rồi, nhưng mà vẫn quay về ở dạ. Với Nam mà không biết lần này nếu mà lỡ mà chị Hiếu quay về nữa thì sao? Quay về chắc cũng bỏ cả luôn, không có tới lui gì, cắt đứt ra công an nói luôn. Dạ. Là cắt hậu khẩu luôn. Em nói thẳng luôn, em thay mặt ba em mẹ em luôn. Em nói thẳng luôn. Nếu như bả quay về với cha Nam đó là hồi tối có nói với nó là con mà quay về nữa là mẹ phóng xong mẹ, tối con ngủ mà con còn thấy anh đánh con nữa đó mẹ. Dạ. Nếu như mà chị hai em mà lật mặt bây giờ là em thay mặt ba em là đi lên công an cắt hậu khẩu luôn. À. Tới chỉ nhận bé này lên công an, nhận bé này về nhà cho em nuôi là không cho là không cho bả nhận con bả luôn. À. Tại vì hai lần trước cũng vậy đó. Đúng rồi. Mới đây hôm qua đang nghe đâu mới 3 tháng nay thôi. Dạ. Là cũng may cái đầu gì đó. Để em sẽ nhận đó. Cháu em làm con em luôn. Dạ. Để cung mang bé. Cung mang bé luôn. Dạ. Có gì ăn đấy. Bởi vậy chứ giờ theo mẹ riết rồi giờ mới bị như vậy. Ở đây Út còn đánh nhẹ nha, nhiều khi la mà còn đánh vô đít hai cái còn dạ. Người ta đánh trên đầu trên cổ tùm lum mình mẩy chứ gà má mũ gì đâu. Dạ. Ta phải quan tâm nó, mình dạy nó mình đánh cây hai cây mình còn muốn đau lòng nữa, nói chi là đánh vậy. Mà cái đứa bé trai kia là con sao với Nam cơ? Con của vợ trước. Vợ trước ha. Mà đánh. Sao thấy đứa bé kia thấy Nam nó thương quá trời mà. Vợ mắc rồi đó, bởi vì mới thương mà người con á. Dạ. Con ruột. Thì không phải vậy. Sao thương mà đứa chết. Bé này mới lên chơi mà lại đứa vậy? Bé này con riêng. Bé này nó nói là mỗi lần con ngủ là con. Rồi thấy vậy. Bố tài. Thấy vậy thương mẹ phải thương con. Gì nói. Gì đó. Mà nghe đâu là tiền với vàng gì của chị Hiếu nè cũng dành dụm đó. cũng chị hai em bữa hổm nói là mẹ lấy công bằng lại con lấy vàng với công lại con cái nói là thôi đi con cái vấn đề vàng đó chị Hiếu chứ có sao bỏ đi con hai người lại làm bằng cho hai người làm đang mua đó dạ. Bây giờ ổng lấy lại chứ bởi vậy nó buồn đó. Cũng buồn chứ buồn dạ. Thân chứ lấy lại mà lấy lại mà còn bị quýnh tét đầu cổ chứ dạ. Bởi vậy rồi sao mà chịu nổi đã không sức của mình bỏ ra mình làm mà quýnh tét đầu tét cổ trên. Dạ. Giờ chị ăn uống cũng được là cũng thấy mừng rồi, mọi về chỉ còn là cái chỗ xương hút chỗ ba sĩ hút dịch chứ lại giờ chỉ mong hút dịch cho hết thôi, còn ba sườn nữa có gì về mình bó thuốc đi bó được không bó đi thầy không? Đi mà bó lên châu đốc hồi đó ba mẹ em cũng bị gãy ba sườn nữa rồi bó thuốc sợ nó không lành nó nhiễm trùng ở trong á chứ đó. Để nữa hỏi bác sĩ đàng hoàng rồi hỏi bác sĩ kỹ cái vấn đề của chị mình như vậy đó để về nhờ cộng đồng mạng nhiều quá cũng tội nghiệp cộng đồng mạng ta cũng làm khó khăn. Đúng rồi. Cũng em cũng biết trơn, đi bán số mà người ta để dành dụm cho mình là cái đó là quý dữ lắm luôn. Dạ. Chứ không có mong cộng đồng mạng mà nó cứu chị hai em cho nó khỏe mạnh dịch đi, còn cái phần kia thì mình về nhà mình chỉ thuốc nam. Dạ. Nói chung là gia đình cũng nhờ giúp khó khăn ngay lúc này. Dạ. Còn cái phần khác thì gia đình tự lo chứ cũng không có dạ.
không có nhờ con đồng bạc. Không dám nhờ nhiều quá. Không dám nhờ nhiều quá. Tại vì mình thấy đồng tiền ai cũng, làm khó khăn hết trơn. Dạ thì bởi vậy. Kinh tế năm nay thấy là khó khăn nhiều lắm. Người thất nghiệp tùm lum hết trơn. Ai cũng vậy chứ. Thế dạ. Riêng em cũng vậy. Nói chung là gia đình của chị Hiếu ở đây cũng rất là hiểu chuyện luôn vậy. Và cũng mà chỉ mong là giúp thôi. Ban đầu vậy thôi. Dạ. Rồi sao thì chứ không phải là cái cộng đồng bạn giúp hoài cho chị em cho tới già đâu. Dạ. Trong cái hút ba dịch này trong cho nó mau lạnh, nó ổn khỏe là đi tới lui là được rồi. Dạ. Còn cái phần gãy ba sườn thì nữa gia đình tính sao. Dạ. Dạ. Thôi tụi em cũng xin cảm ơn chị dạ. Sang nhiều ha. Qua những chia sẻ và cập nhật sức khỏe, tình hình sức khỏe của chị Hiếu ngày hôm nay thì cũng cho khán giả hiểu thêm về câu chuyện của gia đình đó, về người chồng Vũ Phu đã làm cái chuyện mà khiến dư luận rất là bức xúc luôn vậy. Dạ. Cảm ơn chị, cảm ơn cô rất là dạ. nhiều nha. Dạ. Cảm ơn khán giả. Cảm ơn cộng đồng mạng, cảm ơn mấy anh YouTube. Dạ. 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 Dạ.